Chào cả nhà nhá. Đây vợ cái cảnh để quay cho anh em cái bồng cổ. Ôi giời, biển yếu này. Đấy, cái này vanh sát gốc là vanh 150. Vanh cây gốc 1 mét là vanh 120, thoát thân 2 mét rưỡi. Nó đóng tay cảnh lên trên chỗ trên kia. Trên chỗ ba chạc kia là 4 mét. Đấy. Cây này lấy cả bầu là 7 mét anh em nhá. Lấy được cả bầu ấy, là 7 mét. Thế thôi. Vì đường xá là nó đi nó hơi hơi khó nên là lấy cái tầm đấy là được. Này, chân bạ đào sáng quá nhỉ, ánh nắng nắng quá nhìn đẹp đấy.